Cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Nói với em lời em như tia nắng mặt trời, long lanh ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao? Quyền thì bên nhau dù đời qua mau sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn phong ba, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn mưa xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Anh luôn mơ ước một lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Em như tia nắng mặt trời, long lanh ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có hôn vì sao? Mình thề bên nhau dù đời qua mau sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn phong ba, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn bước xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa.
lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Em như tia nắng mặt trời, lòng lạnh ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao. Nguyện thề bên nhau dù đời qua mau sẽ mãi yêu đêm nắng đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn không bao, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn đôi xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao. Nguyện thề bên nhau dù đời qua mau sẽ mãi yêu đêm bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn không bao, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn đôi xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Định mệnh hai cháu đã gặp nhau, yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân và có lời từ bố mẹ là xin phép được nên vợ nên chồng. Hôm nay họ nhà cha chúng tôi đến đây được xin có cơ chầu và một chút lễ vật, có đôi lời thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà để xin phép cho hai cháu được nên vợ nên chồng. Và chúng tôi xin hứa với các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, chúng tôi sẽ coi cháu như là con đẻ của gia đình chúng tôi. Và cũng mong các cụ, các ông, các bà hãy coi cháu Hải cũng như là con đẻ của gia đình để vun đắp cho hạnh phúc của hai cháu. Xin cảm ơn tất cả các cụ công các bà đã cho phép hai cháu được thư chuyện và có cái ngày vui ngày hôm nay để các cháu được làm lễ thắp hương tổ tiên chính thức nên vợ nên chồng. Xin cảm ơn tất cả các cụ công các bà. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa các vị quý khách, toàn thể ông bà, cô dì, chú bác và toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ của hai họ. Ông bà ông Trương Hồ Sơn và ông bà ông Nguyễn Văn Yên là ở hai thành phố khác nhau, một gia đình ở thành phố Hải Dương và một gia đình ở thành phố Hải Phòng. Thế có hai cháu Hải và Nhi, sau khi các cháu đã tìm hiểu kỹ càng và đi đến vấn đề mà định cho cái công việc hạnh phúc trăm năm, vì thế hôm nay hai gia đình ông Sơn và ông Nguyên đã tổ chức lễ chính thức, tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu. Và với tinh thần trước đây các cụ thường nói gọi là lễ ăn hỏi, để công khai việc hai cháu chính thức đi vào xây dựng hạnh phúc trăm năm. Vì thế cho nên là tôi xin trước hết là xin chấp nhận ý kiến của họ nhà trai đã nói chuyện với các cụ, các ông, các bà và họ nhà gái. Vì thế cho nên tôi xin thay mặt cho họ nhà gái là chấp nhận ý kiến của họ nhà trai, và cũng xin vị đại diện cho họ nhà trai là một vị
đại diện cho họ nhà gái để dẫn các cháu lên thắp hương tổ tiên. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó khăn xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Ngày chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có kiếp mơ. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng, từ đây xa phút long đong, chàng về. Toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ đã có mặt tại gia đình. Trước hết, tôi xin thay mặt cho gia đình ông bà ông Yên xin có đôi lời cảm ơn quý cụ ông bà cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ để đảm bảo cho công việc lễ vu quy của cháu được tốt đẹp. Ông bà ông Yên có thông báo là với tinh thần hôm nay là ngày mà gia đình ông bà ông Yên là tổ chức vui mừng, và đến sáng mai thì sẽ gia đình ông bà ông Trương Mậu Sơn sẽ tổ chức. Thời gian đã đến, xin thay mặt cho gia đình xin kính mời các cụ con bác bà và toàn thể anh chị em chúng ta sẽ cùng chung chia niềm vui với ông bà ông Yên và mừng đôi tân hôn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.
mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm hơn. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3 vô. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng, dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mãi với em và anh.
đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Xin một khu vườn tình.
em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây mười hướng, còn em là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn, thênh thang dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung với kiếp sân ga, xin cho trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt có cây trầu, xin đến để được đón cháu Lan Nhi để làm dâu. Trong gia đình chúng tôi thay mặt cho nhà trai chúng tôi xin trân trọng được xin với tất cả các cụ ông các bà các bác bên họ nhà cái cho phép chúng tôi được đón cháu về làm dâu trong gia đình chúng tôi theo cái phong tục của họ nhà trai ở bên quê hương mà chúng tôi được làm. Thế còn đối với họ nhà cái thì các cụ trong các bà cũng đã tổ chức lễ cưới cho cháu ở nhà thờ theo đúng đạo của cháu Lan Nhi đã theo. Thì chúng tôi vô cùng trân trọng cái việc đức cha đã làm lễ cho hai cháu. Và hôm nay theo cái phong tục của địa phương thì chúng tôi đến đây để xin phép các cụ ông các bà cho phép chúng tôi được đón cháu về làm con trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hai họ, thưa các vị khách, bạn bè, thanh niên nam nữ của cháu Hải và cháu Nhi, thì theo lời phát biểu của một vị đại diện cho họ nhà trai, họ nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí với những ý kiến mà một vị họ nhà trai đại diện đã phát biểu. Và họ nhà gái chúng tôi cũng có nhận định rằng trong việc dẫn tới kết quả thành hôn của hai cháu Nhi và Hải đã diễn tiến qua các bước rất là đầy đủ về đạo, về đời và về giá trị tiếp xúc cùng với lại đại diện hai họ, cũng như buổi hôm nay lại có một buổi tỏa ra một cách rộng rãi hơn và công khai rõ rệt hơn để hai họ và bạn bè cũng như tròn xóm cùng biết để vun đắp cho cái hạnh phúc của các cháu ngày càng thân yêu, tôn trọng và hạnh phúc. Đó là một điều rất là vui mừng. Trong điểm này, họ nhà gái chúng tôi cũng rất cảm ơn tấm lòng của họ nhà trai đã yêu quý đến con cháu chúng tôi mà nay cho các cháu xây dựng thành vợ nên chồng. Đấy là một điều rất là đáng quý. Họ nhà gái xin ghi nhận những cái tấm lòng đó. Và đồng thời trong cái buổi hôm nay
thì chúng ta cùng tưởng nhớ đến các bậc tiền bối đã sinh thành mà hôm nay để lại hoa trái tốt lành cho hai họ chúng ta, dẫn tới các cháu vun trồng hạnh phúc tình yêu. Đó là một điều quý hóa lắm. Cũng cầu mong rằng trong hai họ và đặc biệt là các cháu có một cuộc sống làm đẹp lòng cha mẹ đôi bên, cha mẹ bên chồng cũng như cha mẹ bên vợ, và làm hai họ cũng được hưởng những cái niềm vui và những cái hoa trái và thành quả đó. Thì mong gì? Mong cho nhu cầu vun đắp hạnh phúc cho các cháu ngày càng tươi đẹp hơn và càng tốt lành hơn, mà có thể là cũng biểu hiện rằng các cháu có một cái tình yêu nhau thực sự. Để những cái vấn đề đó là những lời cảm ơn tới những người đã sinh thành và tiền bối, đó là một điều đáng ghi nhận. Một lần nữa, nhân dịp đầu năm mới thì xin kính chúc năm mới khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong suốt năm. Xin cảm ơn. Tần Thảo sẽ hôn mẹ đứa con không lớn. Hôm nay các con đi lập gia đình, mẹ có chút quà tặng cho hai con. Con, hôm nay con hạnh phúc trên con đường của mình trong ngày hôm nay, trong ngày này. Con là lỡ thì hãy lời cho hai em. Xin được trân trọng cảm ơn anh chị rất nhiều. Và kính chúc quý vị thật đúng là tình anh em thủy sống dân cao mà tình nhân cứ giải hội đảo thiết tha. Giờ đây thì phúc lộc về nhà, tình yêu chan hòa đẹp từ hoa trái mùa xuân, chất trời còn mái xanh tươi. Chúc cho Lan Nhi và Ngọc Hải trọn đời vẹn vị bên nhau. Và lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Tình nhân tỉ hương đồng gió rồi mà lý treo cá mõ vẻ nương dâu, trao duyên đẹp mùi những tình đồng. Nàng quê ra đón cô dâu Thảo Hiền, mà đôi ta thì như bạn đã đóng thuyền, cho nó hạnh phúc bền lâu trọn đời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho họ nhà gái, kính thưa toàn thể hội hôn cùng toàn thể bạn bè của hai cháu. Hôm nay gia đình chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt để đến đón cháu, và đến bây giờ là thời khắc
mà chúng tôi cho là đẹp nhất. Chúng tôi xin phép các cụ bên gia đình nhà gái cho phép chúng tôi được đón cháu Lan Nhi về làm dâu trong gia đình chúng tôi. Xin thay mặt cho họ nhà trai xin kính chúc toàn thể các cụ công các bà bên họ nhà gái cùng toàn thể hội hôn hôm nay nhân dịp năm mới một sức khỏe dồi dào và một niềm hạnh phúc tràn đầy. Xin trân trọng cảm ơn. Treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em. Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh. Dù tình ta sống du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em. Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm. Được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo anh vào nhà. Thank you.
pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng bên nhà chồng, tung bay sáng pháo. Xin được trân trọng bắt đầu. Kính thưa ông Hân là người đại diện cho gia đình họ nhà gái. Kính thưa ông Tráng là người đại diện cho gia đình họ nhà trai. Kính thưa toàn thể các quý vị quan khách đã có mặt đông đủ trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Quang Hải và Lan Nhi ngày hôm nay. Trước tiên cho phép tôi được thay mặt cho ông bà Sơn ở đây, đặc biệt là thay mặt cho cháu Quang Hải, xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị quan khách đã có mặt đông đủ trong buổi lễ thành hôn của các cháu hôm nay. Với sự hiện diện của đông đủ quý vị ngày hôm nay, đó không chỉ là niềm vui đối với hai cháu Quang Hải, Nam Nhi, mà ngày hôm nay thực sự niềm vui chung đã đến với họ chúng ta. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào tất cả quý vị đã có mặt đông đủ ạ. Thưa quý vị, qua tâm sự với ông Tráng là trưởng đoàn họ nhà trai, chúng tôi được biết ở tại quê hương Tiên Náng, Hải Phòng thì lễ vu quy của cháu Lan Nhi đã diễn ra rất trinh trọng, và bây giờ cô dâu chú rể đã vào trong nhà bái tổ tiên xong. Bây giờ tôi xin mời tất cả quý vị quan khách cùng chúng tôi đứng dậy ạ. Xin mời tất cả chúng tôi đứng dậy hướng với cửa nhà. Và xin mời cô dâu chú rể bước ra phòng tổ chức. Xin mời ạ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật đông nhiệt để chào đón ạ. Xin mời các cháu. Xin mời quý vị ngồi ạ. Kính thưa các cụ, các bà, các bác và các chị, trải qua thời gian thử thách của tình yêu, nguyện vọng của hai cháu Quang Hải và Lan Nhi muốn được kết đôi trăm năm hạnh phúc bên nhau. Vậy là được sự tác hợp giữa hai gia đình, giữa gia đình ông bà Yên và gia đình ông bà Sơn, và trải qua từng bước đàm đạo. Và ngày hôm nay, lễ thành hôn của hai cháu Quang Hải và Lan Nhi đã chính thức được tổ chức trang trọng ở tại phòng tổ chức của họ nhà trai. Và bây giờ tôi xin tuyên bố lễ thành hôn của hai cháu Quang Hải và Lan Nhi bắt đầu. Xin mời cô dâu chú rể đứng dậy và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng các hai cháu ạ. Phải nói một tràng pháo tay rất là lớn. Báo cáo với hai cháu đứng nguyên ạ. Báo cáo với này, bác Hân kính mến ạ. Nếu mà tôi ở phía họ nhà gái chắc chúng tôi rất đỗi tự hào, bởi vì cô dâu vừa bước chân vào phòng tổ chức đã nhận được rất nhiều lời khen ạ. Là vợ của Quang Hải rất trẻ và đẹp, không trách được ngày nào cũng vậy. Cháu Quang Hải luôn hướng về Hải Phòng và thầm nói trong tim như này: mỗi đêm về muốn xé lát không gian cho em ngả đầu vào ngực anh em ngủ, trong vòng tay nhau chúng mình cùng nghẹt thở, hạnh phúc bên nhau nỗi nhớ khỏi dày vò. Bây giờ là chú, không chỉ riêng chú ạ, cháu nhìn tất cả mọi người và ai trong tất cả phòng khán đài này cũng chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho các cháu ạ. Một lần nữa cho phép tôi được thay mặt cho ông bà Sơn, thay mặt cho hai cháu xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Xin mời hai cháu ngồi đi ạ. Và do điều kiện là thời gian chúng tôi không được làm nhiều, cho nên là tôi xin mời tất cả, đặc biệt là họ nhà trai, ta đứng cũng được ạ. Chúng ta hãy hướng về khán đài của phòng hôn lễ. Xin được trân trọng giới thiệu một gương mặt rất quan trọng được họ nhà gái cử lập trường đoàn để thay mặt cho họ nhà gái phát biểu lời trân trọng trao dâu cho họ nhà trai ta. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Quý vị có biết ai đây không ạ? Tôi xin được trân trọng giới thiệu, đây là ông Hân, là bác của cháu Lan Nhi, rất vinh dự được họ nhà gái cử làm đại diện đưa đoàn họ nhà gái về đây để phát biểu lời trân trọng trao dâu cho họ nhà gà trai chúng ta trong buổi lễ thành hôn của cháu hôm nay ạ. Trước khi chúng ta lắng nghe lời phát biểu lời trân trọng trao dâu ạ, đề nghị quý vị ta cùng hướng về khán đài hôn trường, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ông ạ.
Ông thấy chẳng pháo tay của chúng tôi rất tình cảm dành cho ông ạ. Vâng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị hai họ gần có ngày hôm nay là đã trải qua bao nhiêu bước hai gia đình tiến tới thăm hoa, hôm nay được sự xung họp đó là một ngày vui đặc biệt của hai cháu dâu rể cũng như của hai họ. Chính vì thế mà mọi người hôm nay đến với hai cháu tại công trường có hiện diện hôm nay để vui mừng để chúc phúc và để công nhận hai cháu nên vợ nên chồng và nên dâu nên rể cho hai gia đình và hai họ. Chứ gì dâu rể đẹp trong ngày hôm nay và đẹp mãi mãi trong suốt cuộc đời để đáp ứng lại lòng mong muốn của hai gia đình cũng như hai họ và là niềm vui của hai gia đình và hai họ chúng ta. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều, cảm ơn các tổ chức. Vừa rồi ông Hân đại diện cho gia đình họ nhà gái đã phát biểu lời trân trọng trao dâu cho họ nhà trai. Từ ngày hôm qua về trước thì cháu Lan Nhi chỉ là người yêu của cháu Quang Hải và ngày hôm nay các cháu đã chính thức lên vợ lên chồng. Nhận của các cháu đâu ạ? À đây ạ. À, thưa quý vị, bây giờ thì tôi xin nói với quý vị như này, cháu Quang Hải nhà chúng tôi rất đẹp trai và một người đẹp trai này thì trên thành phố Hải Dương rất nhiều các em chết trong tim đấy ạ. Nhưng mà không dám nói đâu ạ. Nhưng mà tình yêu luôn là như vậy ạ. Thì cháu Quang Hải có nói là tôi với chúng tôi là như này ạ. Tìm được lửa bên kia của mình rất khó và cháu đã tìm dọc cái miền Bắc này đã tìm được một người ý trung nhân, đó là ngày hôm nay cháu Lan Nhi đã chính thức thành vợ thành chồng với các cháu. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về khán đài của hội trường để chứng kiến lễ trao nhẫn cưới của cô dâu chú rể diễn ra trang trọng ở tại phòng tổ chức này. Cặp nhẫn cưới mà cháu Quang Hải nhà chúng tôi rất thật lòng đã nói với cháu Lan Nhi đó là đúng mùa xuân 2014 anh sẽ đón em về hạnh phúc bên nhau và trước sự chứng kiến hai họ anh sẽ trao nhẫn cho em. Và đây là cặp nhẫn của cô dâu chú rể Quang Hải và Lan Nhi. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho các cháu ạ. Và bây giờ tôi xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu. Và bây giờ xin mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể. Rất tuyệt vời, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và các bạn hãy đặc biệt các bạn trẻ nhé, cùng hướng với chúng tôi ạ. Hãy đếm cùng tôi ạ, từ 5 cho đến 1. Thì chú rể hãy trao cho cô dâu và cháu hãy thể hiện tình yêu của mình bằng một nụ hôn nhé. Cháu nhất trí không ạ? Đúng không? Các bạn nhất trí không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cháu còn hồi được không ạ? Đúng là cháu Quang Hải tôi đã nói với cháu là như tôi chỉ nhắc lại lời của chú rể tôi ạ. Em là một bài hát cho anh ta chọn đời và chỉ có em thôi một người anh yêu nhất. Và hôm nay không chỉ riêng chú và ai cũng chúc phúc cho các cháu trong buổi lễ thành hôn trong bài này. Chào mừng quý vị. Một lần nữa cho phép tôi được thay mặt cho hai cháu xin được trân trọng cảm ơn quý vị và mời hai cháu ngồi xuống ạ. Bác Hân kính mến ạ, người ta thường nói là cây có rễ mới được cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể cạn sông sâu. Không biết là bố mẹ của cháu Lan Nhi hôm nay có về không ạ? Câu xin mời ông bà đứng dậy ạ. Đâu ạ? Đây là bố cháu Lan Nhi ạ. Mẹ cháu có đi không ạ? Không ạ, mời ông đứng quay xuống ạ. Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đặc biệt là với họ nhà trai chúng ta, một gương mặt rất quan trọng. Xin được giới thiệu, đây là ông Yên, là người sinh cho cháu Lan Nhi. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Ông thấy tràng pháo tay của chúng tôi rất lớn đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Báo cáo với ông Yên ạ, báo cáo với tất cả ông Tráng cũng như đoàn đại biểu họ nhà gái để chờ đón những tình cảm trang trọng của họ nhà gái dành cho tôi hôm nay. Thì về phía họ nhà trai chúng tôi cũng có đông đủ các cô, các chú, các bác là những người đại diện cho họ nội, họ ngoại của cháu Quang Hải đã về dự. Nhưng mà do cái thời gian hạn hẹp, tôi chỉ giới thiệu được hai gương mặt thôi ạ. Đâu là mẹ chồng của cháu Lan Nhi ạ? Xin mời bà ra đây ạ. Chào chà. Đẹp quá. Xin được giới thiệu ông Sơn đứng đây ạ. Dắt tay chị như ngày xưa đi ạ. Ngày mới đến yêu đấy. Dắt xuống đây ạ.
xin được trân trọng giới thiệu với hai họ, đặc biệt là với họ nhà gái đây là ông Sơn bà Nhan, là người sinh ra cháu Quang Hải, và chính thức từ giờ phút này sẽ là thông gia của ông bà Yên và là mẹ bố mẹ chồng của cháu Lan Nhi ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ông bà trong ngày cưới trọng đại của con mình hôm nay. Và nhân dịp này thì xin mời bà Nhan, bà nói nè, đúng là đâu còn dốc lạ đường quen, chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần, thương anh thương cả bàn chân giống bàn chân mẹ tảo tần năm nào. Đấy cũng là ý của cháu Lan Nhi muốn cảm ơn đến người mẹ chồng. Và báo cáo với ông Yên ạ, những tình cảm trang trọng nhất của bà Nhan đã chuẩn bị ạ. Bà sẽ trao cho con dâu của mình một món quà trong ngày cưới. Xin mời tất cả chúng ta cùng hướng về sân khấu của hội trường. Xin mời cô dâu chú rể đứng dậy để nhận quà. Bà Nhan để các cháu trẻ giúp ạ. Một chiếc vòng kiềng rất tuyệt vời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Một chiếc lắc nữa ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Nhanh nhanh một chút ạ. Nhanh nhanh một chút ạ. Xin được giới thiệu với hai họ, đặc biệt là với họ nhà gái ạ. Nếu mà còn con gái của ông bà Sơn nữa, nhưng mà do điều kiện là bây giờ thời gian sang mình phải sang tập trung bên kia, cho nên rất mong quý vị thông cảm cho ạ. Có thật kịp không ạ? Tất cả các cháu ra về chụp chung gia đình đi ạ. Nhanh một kiểu ảnh thôi. Nhanh, cháu đứng bớt sang đây ạ, con trai đâu ạ? Ồ. Vâng. Và đây là toàn cảnh gia đình ông bà Sơn ạ. Và chúng ta hướng về sân khấu của hội trường ạ. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình ông bà Sơn. Xin cảm ơn tất cả gia đình. Phải nói là nếu mà họ nhà trai tôi ai cũng xúc động trước tình cảm họ nhà gái, nhưng mà xúc động hơn cả vẫn là ông Tráng, đúng không? Từ buổi nói chuyện ban đầu đến giờ thì tình cảm họ nhà gái dành cho tôi rất là lớn, và hôm nay ông rất vinh dự được chúng tôi cử làm đại diện cho gia đình họ nhà trai đứng lên để phát biểu lời trân trọng nhận dâu với họ nhà gái, cũng như là lời cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách đã có mặt đông đủ trong buổi lễ thành hôn của cháu hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho họ nhà trai cùng toàn thể các vị quan khách và đông đủ bạn bè của hai cháu. Tôi rất vinh dự được ông Sơn và bà Nhan cử làm đại diện để đi dự lễ đính hôn, cũng như là đón cháu Lan Nhi về làm con dâu trong gia đình. Có thể nói là cháu Quang Hải và cháu Lan Nhi đã được cha diện, đại diện cho công đoàn đã tổ chức một cái lễ thành hôn hết sức trang trọng tại nhà thờ xứ. Và hôm nay theo phong tục của địa phương thì gia đình họ nhà trai chúng tôi tổ chức lễ đón dâu và rước dâu về gia đình để cháu Lan Nhi chính thức được làm con trong gia đình. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng nhận sự trao dâu của bác Ngân đại diện cho họ nhà gái đã gửi cháu Lan Nhi đến gia đình chúng tôi làm con. Và chúng tôi xin hứa với các cụ, công, các bà bên họ nhà gái, chúng tôi sẽ coi cháu Lan Nhi như con đẻ trong gia đình, và chúng tôi cũng sẽ hết lòng mình để thay mặt cho ông bà Hân đã trao gửi cháu Lan Nhi cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt cho họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn gia đình, toàn thể gia đình họ nhà gái đã tin tưởng và trao cháu Lan Nhi để chúng tôi được nhận cháu làm con trong gia đình. Nhân dịp năm mới xin kính chúc các cụ, công, bác, các bà với họ nhà gái cùng toàn thể
các vị đại diện cho họ nhà trai cũng như là các vị quan khách và bạn bè của các cháu một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, gặp mọi sự may mắn tốt lành. Và sau đây xin kính mời các cô của công các bà ở bên họ nhà gái cùng sang bên hội trường để dự một bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi bên họ nhà trai để chúng ta có dịp trò chuyện và hiểu nhau hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng là nhớ lắm em ơi, những buổi chiều trong xóm nhỏ mối tình đầu tâm sự, vườn hoa đẹp một màu sặc sỡ, anh ngỡ ngàng như bướm lượn vượt thu. Ngày hôm nay thấy cháu ôm cô dâu, chú thấy chẳng ngỡ ngàng chút nào, thực sự là người lớn rồi đấy ạ. Và từ ngày từ giờ phút này cháu đã chính thức là chồng của Lan Nhi, và cháu cũng phải có trách nhiệm như lời nói căn dặn của hai đại diện hay họ. Cũng không biết nói gì hơn nữa, một lần nữa cho phép tôi được thay mặt cho bà Sơn, thay mặt cho cháu Quang Hải và cháu Lan Nhi, xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã dành những tình cảm trang trọng cho các cháu trong buổi lễ thành hôn trang trọng này. Và cũng như lời tôi nhắc lại lời phát biểu của bác đại diện ạ, gia đình nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị bữa cơm thân mật để mời tất cả quan khách của hai họ, ông bà cũng như hai cơ quan của hai ông bà công tác, ông bà Sơn, và đặc biệt là ngày hôm nay được đón nhận tình cảm của họ nhà gái. Và chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta đứng dậy để cùng với hai vị đại diện của hai họ, ông bà Sơn, cô dâu chú rể sang bên hội trường để cho tiệc cưới của các cháu được bắt đầu. Xin được trân trọng kính mời. Mong tất cả quý vị quan khách, các cụ, các bà, các bác và những người có mặt trong tiệc cưới trong ngày hôm nay hãy thông cảm cho ông bà Sơn là do điều kiện là ngày hôm nay đường từ họ nhà gái về họ nhà trai rất xa, và lễ thành hôn của hai cháu Quang Hải và Lan Nhi đã tổ chức trịnh trọng ở bên gia đình. Chính vì điều đó mà ngày hôm nay quý vị tới phòng để dự tiệc cưới mà ông bà Sơn và hai cháu Quang Hải, Lan Nhi không tới chào được, rất mong quý vị thông cảm. Và bây giờ tôi rất mong quý vị chúng ta hãy dừng cho tôi 3 phút thôi ạ. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời ông bà Sơn đưa hai con của mình, đó là cô dâu Lan Nhi và chú rể Quang Hải, bước về sân khấu ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thân với ông về chúc mừng ạ. Các cụ, các bà, các bác và các chị đứng trên sân khấu, tôi xin được trân trọng giới thiệu theo với toàn thể quý vị có sự hiện diện của gương mặt rất quan trọng. Xin quý vị có biết đây là ai không ạ? Xin được trân trọng giới thiệu, đây là ông Yên, là người sinh ra cháu Lan Nhi và chính thức từ ngày hôm nay sẽ là thông gia của ông bà Sơn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay rất lớn để chúc mừng ạ. Một lần nữa cho phép tôi được thay mặt cho hai gia đình, đó là ông bà Sơn và ông bà Yên, xin được trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các bà, các bác và các chị đã có mặt trong tiệc cưới của các cháu ngày hôm nay. Và rất mong quý vị thông cảm cho là lễ thành hôn của các cháu đã tổ chức trịnh trọng ở bên gia đình và bên đây chỉ dành cho tiệc cưới các cháu. Một lần nữa xin mời quý vị các trật tự hướng về sân khấu để nghe lời phát biểu của ông Sơn. Kính thưa các ông, các bà, các cô, các bác, anh chị và bạn bè gần xa của cháu Lan Nhi, cháu Quang Hải, và kính thưa ông các bà của bên gia đình nhà gái, hôm nay thì hai gia đình tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu vì điều kiện không gian và thời gian và khí hậu không được thuận lợi lắm, thì thời tiết nó mưa gió thì các ông các bà đến đây giữ và chia vui cùng gia đình, thì thay mặt cho hai họ xin chân thành cảm ơn các ông các bà, các chị, các cô, các bác và tất cả bạn bè. Và trong lễ thành hôn của các cháu, gia đình có gì sơ hấp, mong tất cả chúng ta được nâng thứ cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chào mừng rất lớn ạ.
Tôi rất tiếc là bạn thanh niên này rất là nhanh nhỏ. Tôi hướng dẫn là bao giờ tôi tuyên bố tiền tuổi các cháu bắt đầu mới được cắm pháo. Thế nhưng mà do điều kiện bạn cắm mất rồi, chúng tôi không chuẩn bị được kịp nữa. Thế nhưng mà quý vị hãy giúp tôi và một chàng pháo tay thật lớn ạ. Tôi xin tuyên bố tiệc cưới của hai cháu Khang Hải và Lan Nhi bắt đầu. Ôi già là ôi đời ơi, ôi 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 ơi
là xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à, sáng ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à, êm êm à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu. Chiếc áo, chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong chờ chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm rũ được mơn trơn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa xôi à. Em mơ, à ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong. Hãy subscribe.